Theo quyết định xử phạt, công ty Hoàng Phú An đã sản xuất cà phê giả, không có giá trị sử dụng. Cụ thể, chỉ tiêu chất lượng của mặt hàng cà phê trồng trắng Tuy Hòa, thành phần chính gồm cà phê nhân, đậu nành, bơ. Trong đó, hàm lượng caffeine là 0,1%. Tuy nhiên, kết quả phân tích của Viện Pasteur Nha Trang, mẫu cà phê này không có chất caffeine, một loại chất kích thích và là công dụng chính của cà phê. Quy định của nó là 1mg trên 1kg, như vậy rõ ràng là vừa rồi kiểm tra nó không có cà phê. Như vậy thì người tiêu dùng chúng ta là bị lừa dối. Thế nhưng, đại diện của công ty Hoàng Phú An cho rằng, công ty này đang sản xuất kinh doanh hai loại sản phẩm là cà phê bột trồng trắng Tuy Hòa với hàm lượng caffeine là 1% và sản phẩm bột ngũ cốc với hàm lượng caffeine là 0%. Quá trình sản xuất, công ty này đã tận dụng bao bì cũ để đóng gói bột ngũ cốc, lưu hành nội bộ, chứ không buôn bán trên thị trường. Khi mà đoàn kiểm tra liên ngành đến tại xưởng lấy mẫu là lấy tại xưởng trong quá trình đang bảo quản để lưu hành nội bộ, chứ không phải bán ra thị trường. Tỉnh Phú Yên hiện có 12 cơ sở sản xuất kinh doanh cà phê với khoảng 30 dòng sản phẩm có chất caffeine. Song lâu nay, việc quản lý chất lượng cà phê dường như còn bỏ ngỏ.